Sau khi thăm bác ở cổng trời xong thì mình có giết bác rồi, nhưng bác đã lên đảo Nay Tô Màu nên được 115 cứu nên bác đã chuyển nhà đi đâu đó. Nhưng tới hôm nay mình để ý cứ tới 1 giờ sáng là nghe tiếng ai quen quen. Thì ra là ông chuyển nhà tới khu dân cư, bây giờ mình sẽ đột nhập và thăm bác nữa. Thì đột nhập qua nhà xe đạp nha, tại cửa chính bác đã khóa. Bye bye là chấp. Các bạn thấy ồn ào không? Á đủ, bác gấu đang nạt vợ mình nè, bác chưa thấy mình. Bắn bác vì bác dám bắt nạt vợ con. Lần sau chắc mình không qua thăm bác nữa vì vợ con bác sẽ không hồi sinh cho bác nữa nên mình sẽ không thăm bác được. Tạm biệt anh em.